Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, đã chia sẻ kênh cho mình, đã xem những video của mình. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn. Mời quý vị và các bạn đi chè Thái Nguyên. Báo cáo tới quý vị và các bạn. Dây nguồn đài đây. Đây là đài Sony 1030 này này. 1030 đi Thái Nguyên nhá. Đi Thái Nguyên. Đây này. Gửi tới ngài Nguyễn Văn Tiến, xóm Cầu Tiến, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Đấy. Lát nữa sẽ đi gửi nhá. Đấy này. Sony 1030 giá 280.000 đồng đấy nhá. Còn bây giờ một cái đống này thanh lý cho những ai sửa đài nhá. Những người sửa đài nhìn thấy những cái đám này là thích không? Mình đoán vậy, tại vì cũng như mình thôi, mình bảo là mình là thợ sửa đài thì không đúng, vì trình độ của nó còn xanh và non nhá. Đấy. Đấy, học việc thì lại quá tuổi học việc rồi nhá. Đấy, thế nên là mình cũng chẳng biết dùng những cái thứ này vào những cái việc gì cả. Thế nhưng vứt đi là không vứt đi, bán đồng nát là kiên quyết không bán đồng nát. Báo cáo với các đồng chí, vì những cái này gặp những bàn tay vàng nhá, gặp những bàn tay vàng thì nó rất chi là hữu ích. Đấy, còn bàn tay của mình này, đấy, tay nó chẳng có hoa đâu, nhiều nó cũng bất mãn nhá. Đấy, đây là những cái một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy, đầy những cái chiếc đài nhá. Đấy, ví dụ như nắp pin này, nó thiếu nắp pin liên hệ với mình. Đây, những cái chiếc đài nó bị gãy những cái chân ốc này, này gãy những cái chân ốc này. Đấy, cái đài này là nó xử lý rồi đây này. Đấy, nó xử lý cái đầu chân ốc này đấy nhá. Hoặc là nó cháy nguồn, hoặc là nó cháy nguồn, hoặc là thiếu dây anten đấy, hoặc là thiếu anten đấy. Có rất nhiều việc, có rất nhiều việc ở những người thợ sửa đài là người ta nhìn thấy những cái này là người ta ưng cái bụng đó. Đấy, bởi vậy nhá, bởi vậy là mình sẽ đưa lên để giới thiệu, ai mà có nhu cầu gì thì liên hệ mình gửi cho. Chứ để ở đây thì tất nhiên là mình sẽ dùng được vào những cái việc của mình thôi. Đấy, thế nhưng mà mình mà dùng thì nói chung là mình chia sẻ thì mình lại có, thế có rất nhiều đồng chí muốn có, mà coi như tìm thì nó cũng rất dễ thôi, chẳng có gì cả, có tiền thì mua tiền cũng được nha, không có tiền thì mua cái lược chảy đầu chẳng xong, chiếc lược ngà đấy nha. Thế nhưng ấy là trên thực tế, ví dụ như mua cái bộ cơ này đấy, có những người mua bộ cơ này hàng trăm nghìn, ví dụ vậy nha, ví dụ vậy. Vì sao? Vì mua những cái địa chỉ coi như thế là nó bán như vậy, còn những cái địa chỉ của mình nhá bán vài chục nghìn cơ vẫn còn chạy trước khi gửi đi. Đấy, mình có thể mình đưa điện vào đây để làm gì? Để kiểm tra tua đi tua lại, tạm dừng nhá, rồi play. Đấy, nó phải như vậy cơ. Còn những bộ cơ nào ví dụ như nó không chạy là mình tặng nhá. Đấy, tặng. Còn những cái bộ cơ mà nó chạy thì đương nhiên là phải lấy tiền. Thế nhưng tặng thì không phải ai cũng tặng, nói thế cho nó nhanh. Đấy, chứ không mà mai điện thoại ầm ầm cứ tặng thôi một bộ nghe chưa. Đấy, mình chỉ tặng vào những người ta với những người thợ sửa chữa đấy. Đấy, thì vì sao? Vì mình biết chắc là họ không vứt đi đấy, chứ còn tặng vào những người mà không phải thợ sửa chữa này nọ các thứ thì về người ta chẳng dùng được vào cái việc gì cả, đâm là nó lãng phí, có phải không các đồng chí? Đấy, đây phên vỉ này. Đấy, phên vỉ này thì có con IC công suất thì đảm bảo 100% là sống. Đấy, ví dụ như con này nhá, con này thì nó vẫn còn nói ai em. Đấy, em thì nó không nói, nhưng phên vỉ của nó này, phên vỉ của nó sạch đẹp vô cùng. Đấy, đây thì chẳng giấu gì các đồng chí, cái con này ấy, cái con tử tiện này này, cái con tử tiện này là không, con tử tiện này là con ui dồi ôi, sorry, con tử tiện này là con ba cây gậy đấy, con ba cây gậy. FM nói tốt nha, AM thì nó chỉ sôi thôi, thế nhưng mà mình đoán là nó hỏng cái con tụ xoay này, sorry
mình đoán là nó hỏng cái con tụ xoay này nhá. Đấy thì chưa kiếm được con tụ xoay khác để thay vào. Thì nếu như để như thế này, có đồng chí nào mua thì mình bán thôi, còn nếu mà không thì mình cứ để nó chẳng sao cả. Mình đợi sẽ có một ngày nhá, sẽ có một ngày nơi ngoại thành xe anh sẽ về thăm cái kiểu thế. Sẽ có một ngày mình sẽ túm được cái con đài khác nó hỏng rồi mà cái con tụ xoay nó lại còn tốt nhá. Hoặc là sẽ có một ngày nào đó lại có một người người ta bán tụ xoay, người ta liên hệ với mình. Đấy, người ta hỏi là anh Sang có mua tụ xoay mới không nhá. Đấy, CFS 1110 SE nhá, tức là đài ba cây gậy đấy. Anten các thứ còn nguyên bản này. Đấy, nắp pin nắp bổng nhá. Đấy. Cái này không nói. Còn cái bộ cơ của đài Sony ba cây gậy đây, cơ của nó là nó có hệ thống vớt cơ. Thế nên là nó cũng lằng nhằng mì tôm lắm đây, bộ cơ của nó đâu. Chứ nó không như những con đài khác. Đây để mình tìm đây đây đây. 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 Cơ của nó vớt thì nó phải hai đầu từ đây. Đấy, cơ của cái đài đấy đấy, Sony ba cây gậy đây này, đây bộ cơ này, đây, cơ đây nhá, còn chuẩn luôn đấy, nó vẫn chạy nhá, đấy thì trước khi test, trước khi gửi đi sẽ test thôi, nhá, yêu cầu thì test thôi, đấy. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là hai cái kim này, hai cái kim ăn vào cái bánh đè ấy, để lúc nó cái bánh tì ấy, bánh tì nó tì vào cái kim này, cái trục này này. Hai kim này, hai cái trục này nó vẫn còn sáng bóng. Thì nó không ăn băng nhá. Đây là cái bánh đè này. Đấy, đây này, cái bánh đè này ăn qua cái dây cura để chạy vào cái motor này. Đấy nhá. Đấy, đấy. Chứ trên thực tế có rất nhiều con nó dỉ ngoẹt hình ngoẹt rồi. Đấy. Đây này, cái cửa băng nãy mà tìm được đây này. Cửa băng của ba cái gậy này. Nó bị gãy chân về. Giống kiểu máy bay cánh cục cánh xòe nên gãy mất chân. Ê, đầu diều. Đấy, kiếm đâu rồi cái cửa băng này. Cũng là cả một vấn đề. Nhà không kiếm được thì thôi. Đấy này bỏ làm sao này đập. Đập đài ra là thế. Nhiều lúc không kiếm được bực lắm nha. Còn đây là cơ của những cái con 1000S gì. Đây này. Đài Nhật tại làm sao mà mình bỏ đài Nhật là cơ nó đều. Đây. Nó chạy toàn bằng cái vòng đệm cao su này này. Đấy. Thế nên cơ của nó rất yếu luôn. So với những cái chiếc đài Trung Quốc thì gọi đài Nhật là rất chi về độ khỏe là không có cái tuổi gì để so với đài Trung Quốc. Này. Đấy, kinh không? Đấy. Nhưng mà cái mà đã câu nhằng nhịt này nhá. Vứt. Chết đấy là ném vào cái cơ cột sống. Cái này là phải đập. Đây này. Đấy. Cái này nhá, cái này thì Zadu vẫn chạy. Cái này là của cái đài đài này là đài gì đây? CFS 1058 SE nhá. Đấy. Những cái đài Sony nào 1058 nào mà hỏng radio mà vớ được cái main này nhỉ, vớ được cái bo này. Thì cái bo này nó độc lập đây này, nó chạy nó kết nối jack ở đây. Đấy, nó kết nối jack đây. Đây là xong pin này. Đấy. Nguyên cái bo này luôn, bo này vẫn chạy bình thường nhá. Đấy, bo này vẫn chạy bình thường. Đây chỉ có mỗi tháo con thạch anh của cái băng sóng AM 455 tháo ra để đưa vào con khác. Thì bây giờ cái con thạch anh ấy thì mình sẽ kiếm con khác. Đấy. Con này test độc lập được nhá. Cái con bo này test độc lập được, cấp nguồn cho nó, thế xong là lấy tín hiệu ra đưa vào phần công suất là bắt đầu mầm ngay nhá. Đấy. Hoặc là cái này. Đấy. Cái này thì nó tịt rồi, cái này thì lấy được mỗi con IC công suất thôi. Đây này, lấy được mỗi con IC công suất thôi. Còn các thứ nó tịt hết rồi nha. Đấy, là con 1058. Đây này, đây lại cơ. Đây lại cơ của con đài gì ấy. À, con này cũng 1000S. Con này cũng 1000S. Chung là có mấy bộ cơ ở đây luôn. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này, bốn bộ cơ, năm bộ cơ. Đây cứ đây nữa này, đây 1000S này. Đây, 5 bộ cơ. 2 này, 4 này, 5 này, đây. Đúng không? 5 bộ cơ. Thế xong cái cơ này cái kiểu cơ đài này không tính. Đây phên vỉ đây. Nhá. Đấy, phên vỉ đây. Thì phên vỉ thì có con mình lấy linh kiện rồi, có con thì chưa lấy. Đây. Đấy IC công suất thì vẫn còn. Đi xong công suất con nào còn sống hết. Nhá. Đấy.
Hoặc ở đây hôm nay hôm qua vào xem có đồng chí nào bảo mua nguyên cái bo này, nguyên cái mạch equalizer này của nó nhá, 50.000, 50.000 cái mạch này, 50.000 cái mạch equalizer. Đấy. Muốn lấy mạch nào lấy cái đây chỗ này mấy mạch cái đây, mấy mạch nhá. Thôi khi xin phép dừng clip ở đây để dọn cái đám này vào một cái góc nào đó cho nó gọn nhỉ. Xong là nay chuyển sang âm ly báo cáo các đồng chí lại có một con siêu phẩm Zenbo GX68 để cho các đồng chí nào có nhu cầu về hát karaoke nhá. Đấy thì con này nó lại 50.100 báo cáo với các đồng chí đi. Đấy thế nên mình mới dám nói là có những đồng chí nào mà có nhu cầu về hát karaoke hay là bắt buộc phải múc những con như vậy. Thôi xin cảm ơn, chào thân ái, merci.